Video này chào mấy bác nha. Em vừa hoàn thành máy 343 cho một anh khách nữa. Thì hôm qua có mấy anh khách hỏi còn không? Em kêu còn đẹp lắm. Đó, thì không anh nào dám chốt nhưng mà em vẫn nể anh khách này. Anh khách này anh chốt phát một xong luôn. Đấy, chốt em nói em còn con nữa. Nó đẹp ngang ngửa. Thì đây, còn nữa. Thì con hôm qua nó không có cái tem này. Vậy thôi. Còn đâu nó y nhau, chẳng khác gì nhau. Và em chưa vô xăng. Đó, thú thực là em vừa rửa xong luôn, chưa vô xăng, chưa gì hết, ướt át này, thấy chưa, mọi thứ. Thì bây giờ em sẽ nổ nó lên. Và để em trả lời mọi người, nhiều anh kêu rồi, ê chô mà làm sao so được với đời này đời kia, em bao luôn. Em bao luôn nha, những cái dòng này mà mấy anh mà mua mà mấy anh chê nữa thì mấy anh không biết xài máy đâu. Là một. Cái thứ hai nữa, em đã nói rồi, dòng này nó nồi đồng cối đá, nó bền, thậm chí mọi người hư 5-6 con máy thường rồi. Mấy tàu con này vẫn chưa hư, thậm chí mọi người xăng nhất cho đúng á, mọi người chạy 20-30 năm luôn á, thiệt. Nhiều anh không tin đâu mà thiệt á. Thì nhiều anh kêu mẹ Việt Nam mình rác nhiều, mẹ rác nhiều mà em không có em bán đó. Nói thiệt, họ giành lộn nhau và thậm chí em còn bán luôn con 341 cái em vô cần cho họ luôn đó. Người ta chuyển em 500.000 rồi, chốc em lên con máy cần nó nữa cho mọi người coi. Họ nhìn vậy họ chốt được em vô cần phát em bán luôn, thấy chưa? Họ nhìn vậy là họ chốt luôn. Chứ đừng nói chuyện mà cái chê bai ở đồ phế liệu, đồ này đồ nọ. Em nói thiệt nha, đồ phế liệu này nè, nó gấp bao nhiêu lần cái đồ mới. Nói thiệt á, nhiều khi mấy anh không tin. Và thậm chí bên Nhật á, nhiều anh kêu nó xài mòn hết rồi. Em nói thiệt nha, người Việt mình xài mới là mòn. Người Việt mình xài con máy nó không còn cái gì đâu. Còn bên Nhật á, về đa số nha, 10 con á, thì chỉ hỏng con thôi. Còn đâu đa số là gần như mở ra là mới cái lăng keng hết á. Nói thiệt, nhiều khi mấy thánh rồi không rành về hàng bãi không hiểu đâu. Còn em không có nói nhiều. Đó, em không muốn nói nhiều với những cái thánh comment. Bây giờ em nổ lên. Được chưa? Còn những con này làm gì đến những anh mà cứ kêu em ơi còn không không dám chơi thì làm sao mà đến chuyện em mua. Người ta chốt ảo ao, người ta thấy vậy người ta chốt liền luôn rồi. Em bắt 3 con em quay lên một con em bắn 3 con. Không lấy vô. Em lấy tờ đơn luôn cho mọi người coi. Đây này. Con 341 kia kìa, con 341 đầu kia kìa. Thấy chưa? Đầu đó ba lô đó. Em chuẩn bị em lên cần này. Đây, nhìn kỹ này, 341 cần này, đã bán rồi này. Đó, thấy chưa? Thu này, Cường Hà này. Chốc em lên sống luôn. Trời ơi, người ta không có này, người ta bán. Mà mấy khánh rồi. Làm gì mà đến mấy anh comment nữa như này như kia, chẳng qua mấy anh đéo biết dùng máy. Nói thẳng vậy luôn, em tính em thiệt thà. Nói thẳng là mấy anh đéo biết xài máy. Mấy anh đó là phải mới len keng. Yeah. Rồi mới len keng. 5 con mới của anh không bằng một con này. Nếu như xài xăng nhất cho đúng. Chưa nổ á, em làm thực tế. Đây, coi nước này. Đây. Thấy chưa? Thấy không? Nước trong con máy đổ ra không nói dối lắm. Nhiều khi mấy anh kêu rồi mà em dàn dứt nổ lên rồi đó, mới rửa nổ trực tiếp. Nhiều khi mấy anh không lành về máy, mấy anh cứ nghĩ đồ của mấy anh, cứ nghĩ máy của mấy anh ngon. Có đâu, không bao giờ lại con này, vua của cắt cỏ luôn. Còn xin đi qua với em giải thích nốt này. Con Shindewa với con Echo cùng một nhà máy sản xuất nên là chất lượng của nó gần như ngang ngửa nhau. Shindewa và Echo là một nhà máy sản xuất nha. Đều từ nhà máy Yamabiko sản xuất. Mấy anh không có kiến thức. Mấy anh cứ như này như kia. Mấy anh có không? Mấy anh có để bán không? Vậy thôi. Mấy anh lấy về mấy anh bán cho người ta. Đấy, bơm xăng lên. Chuẩn bị tua vít để chỉnh xăng gió. Thiệt á, nói dối làm người ta thấy vậy là người ta tốt liền. Làm gì đến mấy anh comment rồi, mấy anh đòi coi máy để mua đâu, người ta chốt vậy luôn. Nổ luôn thấy không? Ghê chưa?
hơi nổ lục bụp đúng không? Mở buri. Coi đâu khó. Trời ơi. Máy này không có để mà bán. Con này em chưa mở buri luôn. Thề nha, chưa mở buri luôn. Về cái nổ luôn. Vô chế vô đồ là nổ. Nó ướt á, lửa nó bị nhiễm nhiễm. Mấy cẩu cái đầu này, nó nhiễm ra đi này. Nó phải khô tuyệt đối. Mấy anh nổ biết gì, mấy anh cứ như này như kia. Comment trên là nòng nào là nó dày, ví dụ 10 ly nó xài 9 ly còn có 1 ly. Đó, mấy con này nha, mở ra nó mới lên keng luôn, nói thiệt đấy. Mày bê tông nó trắng tinh luôn á, chứ phải như mấy cái anh Việt Nam mình xài đổ mày bê tông 3 bữa đen thui lui đâu, nói thiệt. Như khi mấy anh đồ của mấy anh cứ nghĩ vậy thôi, chẳng qua mấy anh không va chạm đổ bãi nhiều. Mấy anh không hiểu được cái độ danh giá của một cái máy bãi. Nói thiệt đấy. Nghe này, mọi người nghe tiếng máy chưa? Khô phát chưa? Này lên ga lại này. Dã man không? Rồi ok. Rồi em nói thẳng ra vậy đó. Anh nào tin hay không đó tùy mấy anh. Còn mấy anh không va chạm hàng bãi nhiều, mấy anh comment như này như cái càng tốt càng vui, kênh em càng vui. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Đổ vừa cái điện thoại thôi không kịp đó, mọi người thấy không? Đây này, em xịt xăng lại một phát đó, nó nổ bánh làng luôn. Mà đường như này là đúng rồi, nhưng mà em xịt lại ghê chưa, mà nới ra cho nó đúng ghê không? Anh đừng có đi dạy. Đồ của ta đồ đẳng cấp mà. Rồi em có điện thoại. Rồi cảm ơn mọi người nha.